cùng tìm hiểu về một cái động vật thân mềm rất là kỳ diệu của đại dương. Thưa quý vị, ít có quý vị nào có thể biết được rằng là một cái loài là loài nghêu, con nghêu mà quý vị hay ăn đó, hay còn gọi là ngao, là một cái động vật thân mềm có hai vỏ mà con người chúng ta vẫn thường sử dụng làm món ăn tại tư gia hay tại các cái tiệm. Và thưa quý vị, cái điều đặc biệt về loài nghêu mà chắc quý vị không biết đâu, bởi vì đó là cái loài nghêu nó có một cái tuổi thọ cao hoàn toàn bất ngờ, bởi vì chúng có thể sống rất khỏe mạnh trong hàng trăm năm. Và thưa quý vị, thì các khoa học gia cũng vừa mới phát hiện một cái con nghêu mà nó sinh sống ở khu vực ngoài khơi tại Iceland có tuổi thọ lên tới gần 500 năm tuổi, thưa quý vị. Trong khi mà họ phát hiện rằng là mặc dù cái con nghêu này nó tới 500 tuổi, nhưng mà các cái tế bào trên cơ thể của nó lại chưa hề có bất kỳ một dấu hiệu lão hóa nào. Quý vị có thấy đáng ngạc nhiên chưa, 500 tuổi đó mà nó không hề bị lão hóa. Và thưa quý vị, trong cái môi trường tự nhiên thì loài nghêu này, nếu quý vị không rõ thì giờ đây quý vị đã rõ là nó có thể sống trung bình ở cái tuổi là 450 năm nếu mà nó không bị chúng ta đánh bắt. Như vậy là tuổi thọ của loài nghêu nó kéo dài gấp 6 lần tuổi thọ của con người. Và các nhà khoa học cũng tìm hiểu cái điều này, họ cho biết là để khi mà họ tìm hiểu thì họ đã dựa vô cái số vòng ở trên vỏ của những cái con nghêu để xác định tuổi thọ của loài này. Và loài nghêu thì nó thường sống ở khu vực rừng ven biển hay là ở những cái khu như là nước mặn, nơi có nhiều cát và sỏi. Hiện nay thì loài nghêu đã hiện diện rộng rãi khắp các vùng biển nhiệt đới hay là cận nhiệt đới toàn cầu. Và loài nghêu thì nó có mặt hầu như phổ biến là tại Hoa Kỳ và thường được nuôi rộng khắp ở những khu vực phía Nam. Và các nhà khoa học cho biết là cái môi trường sống tốt nhất của loài nghêu là ở những cái khu vực mà nó có nhiều cát pha với bùn. Và chúng sống thì ở ngay bề mặt thôi. Nó rất là một cái loài rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Nhưng cũng có khi thì chúng lại sống ở cái đáy cát, ở cái độ sâu tới 2 hoặc 3 feet. Và thưa quý vị, những cái thủy sinh này thì chúng phát triển bằng cách là lọc các cái vi chất từ bùn, từ sinh vật phù du và tảo ở xung quanh chúng. Sau đó chúng mới absorb, chúng mới lấy những cái đó làm thực phẩm để nuôi sống bản thân. Và loài nghêu thì thường sinh sản quanh năm, tuy nhiên vào mùa mưa thì chúng sinh sản mạnh mẽ hơn. Sau khi đẻ trứng vô cái môi trường nước, ấu trùng nghêu thường sống trôi nổi khoảng một tháng. Sau đó thì nó chìm xuống đáy nước khi thành con non có vỏ, và được biết là những cái con nghêu con thì nó sẽ sống ở cái lớp bùn cát để có thể tồn tại được. Và thưa quý vị, thì mặc dù là cái quá trình mà trưởng thành của nghêu thì có rất là nhiều những cái rủi ro, nhưng với số lượng trứng rất là nhiều, cho nên cái loài này hiện nay thì nó cũng trở thành một cái vật nuôi dễ dàng. Và có tuổi thọ thì quý vị biết rồi, gấp 6 lần so với tuổi thọ của nhân loại, là nó sống tới 500 năm. Mà khi mà các nhà khoa học họ tìm hiểu cái con nghêu sống tới 500 năm đó, họ nghiên cứu những cái tế bào của nó thì thấy những tế bào này chưa hề lão hóa. Vậy Linh Nga cũng đặt câu hỏi rằng là hình như Linh Nga chưa thấy có mấy cái nhà mà bào chế thuốc hay là thuốc mà giúp trẻ hóa đó, từ những cái tế bào hay là từ những cái chất, cái gene, cái DNA nào đó từ cái con nghêu này. Bởi vì nếu mà nó có khả năng sống lâu tới 500 năm như vậy, với 500 năm mà vẫn chưa hề bị lão hóa như vậy, thì có thể trong cơ thể của loài nghêu nó có một cái chất nào đó khiến cho nó có thể tồn tại được lâu như vậy. Và một cái điều mà đáng ngạc nhiên khác nữa thưa quý vị, là khi Linh Nga cũng có đọc một cái bài viết, người ta có nói về việc rằng là những cái động vật ấy mà nó càng sống chậm thì nó càng sống lâu, còn những động vật mà nhanh thì cái tuổi thọ lại rất là ngắn. Hình như là nó cũng khá là đúng như vậy đó thưa quý vị, bởi vì cái con nữa sống lâu mà rất là chậm là con rùa. Quý vị nên nhớ rằng tuổi thọ chung của loài rùa là cứ từ 100 năm trở lên, và chúng rất là chậm, đi từng bước một, và gần như là nằm im một chỗ. Vậy mà những động vật đó lại sống rất lâu, và có thể nói là trẻ lâu nữa thưa quý vị.